Đầu tiên thì em phải học tiếng Việt theo để có thể đọc và viết hết những cái script, kịch bản. Đó là thứ nhất. Thứ hai là em trong cái câu thoại thì có tiếng Pháp nữa, cho nên là tiếng Pháp thì em chưa không biết tiếng Pháp nào cả, nhưng mà em phải đi học. Diễn xuất thì tất nhiên là em chưa bao giờ diễn, cho nên là em đi học diễn xuất kỹ thuật diễn xuất. Còn guitar cũng phải tập nhiều hơn để quay phim, đi hát, tập hát luôn và tập nhảy luôn, nhiều thứ. Và và một cái nữa thì cái này là không có khó khăn, nhưng mà lúc đó là tóc cỡ dài tới như vậy, nhưng mà cắt tới đây là Akari phải cắt. Dạ, cắt tóc. Tóc dài tới đây. Akari có thấy tiếc không? Cũng vui, tại vì có thể thử cái kiểu mới á. Cũng là một cơ hội. Ngon không? Dạ ngon. Dễ thương, Lina dễ thương. Con gái mặc áo dài. Cô ba. Những nơi nào ở đây khiến Akari thích Sài Gòn? Akari thường hay đến những chỗ nào? Những lúc vui hoặc những lúc buồn? Em thích đi quán cà phê ở... Quán cà phê? Dạ, dạ. Em không phải là đi nhiều nơi hoặc là đi khám phá nhiều. Nhưng mà cái cà phê Việt Nam thì em cảm thấy rất là thoải mái. Và khi nào mà em cần... Ví dụ như em cần suy nghĩ về làm việc hoặc là suy nghĩ về cuộc sống gì đó thì em hay qua cà phê và có thể ngắm cái phong cảnh ở Sài Gòn và ở cà phê. Văn Anh xem cái profile á, và hôm nay nhân vật mà Văn Anh gặp là Akari. Cũng rất là bất ngờ, bởi vì Văn Anh cũng là một diễn viên. Thì khi được biết Akari là cô bé trong Em và Chị. Và thời gian lúc xem bộ phim đó thì Văn Anh thấy đúng Akari là một nhân vật, đúng là người Nhật thật. Thì bạn đóng một vai người Nhật trong câu chuyện của Bác Trịnh Công Sơn. Xuyên số nào Akari được nhận vai diễn đó? Lúc đó là năm thứ tư. Thì lúc mà Akari cảm thấy khó khăn, gặp khó khăn, thì lúc đó Akari được nhận một cái tin nhắn. Tin nhắn cũng ngắn thôi, nói là Akari ơi, muốn đi casting thử không? Kiểu vậy, kiểu vậy bằng tiếng Anh. Rồi thì Akari thấy lạ nhưng mà cũng có vẻ vui. Cho nên là Akari nói là ok đi. Nhưng mà lúc đó là không biết là phim Em và Chuyện lớn như vậy á. Casting một lần là được luôn hay sao? Sau khi lần đầu tiên đi xong rồi thì khoảng em nhớ là 2 tháng 3 tháng gì đó mà không có tin nhắn gì hết á, cho nên là Akari tưởng là không được chọn. Cho nên là lúc đó em cảm thấy hơi buồn. Cứ chờ thì xong rồi thì lại có tin nhắn mới, tin vui dạo lại đi casting một lần nữa, hai lần nữa thì được chọn, cứ gọi là được. Trước ở bên Nhật thì Akari có thích hoạt động nghệ thuật không, ca hát hay đóng phim gì không? Thực ra thì em thích, nhưng mà chỉ thích thôi chứ không có, chưa bao kiểu chơi thôi ạ. Còn sau khi đến Việt Nam thì lần đầu tiên mua cái guitar của mình, guitar mà mini guitar để chơi dễ đắn. Còn hát thì cũng sau khi bắt đầu YouTube thì mới tại vì chơi guitar cho nên là hát cho vui kiểu vậy. Dễ thương. Lúc mà Akari được nhận vào đóng phim Em và Chị, gia đình nghĩ sao? Bởi vì được đóng nhân vật người Nhật luôn. Bố Akari nói á, bị lừa hay sao ạ? Thì bố không tin. Tại vì lúc đó là cũng vẫn còn gặp khó khăn. Và tự nhiên có tin vui mà quá vui như vậy á, thì bố lo lắng quá trời. Bị bất ngờ đúng không? Không nghĩ là Akari lại được đóng phim. Tại vì bố cũng biết là hồi trước thì Akari chưa bao giờ làm cái nghề này á. Cho nên là bố rất là bất ngờ với lo lắng. Còn mẹ thì cũng rất là bất ngờ. Mẹ thì còn ngược lại với bố, rất là vui và ủng hộ cho Akari. Trước khi Akari đóng phim Em và Chị, Akari có biết về nhân vật Trịnh Công Sơn? Trước khi đi casting á thì em thực ra là không biết. Nhưng khi mà Akari nghe diễn xưa thì mới phát hiện ra là bài này đã nghe nhiều lần rồi. Đó là gì? Ví dụ như là ở quán cà phê thì có nghe bài diễn xưa. Hoặc là sau khi Akari sống ở Việt Nam thì Akari được sống chung với gia đình Việt Nam. Thì mẹ cũng hay nghe nhạc của Việt Nam hồi xưa.
thì cũng ở nhà cũng nghe nhiều lần rồi, nên là khi mà cái lúc là chị không biết, nhưng mà nghe bài hát của Trịnh Công Sơn thì lúc đó mới biết đúng không? Dạ đúng rồi, mới biết. Lúc mà được nhận vai rồi thì ngoài cái việc mình bất ngờ, mình vui, mà chắc chắn là Akari sẽ lo lắng đúng không? Thì cái việc mà mình chuẩn bị cho vai diễn đó như thế nào, mất nhiều thời gian không? Có phải tìm hiểu này, xong mình phải đến gặp đạo diễn này, tập. Thì Akari có thể chia sẻ quãng thời gian đó được. Dạ, để chuẩn bị quay phim em và Chính á, thì tầm đầu tiên thì em phải học tiếng Việt theo để có thể đọc và viết hết những cái script kịch bản. Đó là thứ nhất. Thứ hai là em trong cái câu thoại thì có tiếng Pháp nữa, cho nên là tiếng Pháp thì không em biết. chưa biết tiếng Pháp nào cả, nhưng mà em phải đi học. Diễn xuất thì tất nhiên là em chưa bao giờ diễn, cho nên là em đi học diễn xuất kỹ thuật diễn xuất. Còn guitar cũng phải tập nhiều hơn để quay phim, đi hát, tập hát luôn và tập nhảy luôn, nhiều thứ. Và và một cái nữa thì cái này là không có khó khăn, nhưng mà lúc đó là tóc cỡ dài tới như này, nhưng mà cắt tới đây là Akari phải cắt. Dạ, cắt tóc. Tóc dài tới đây. Akari có thấy tiếc không? Cũng vui, tại vì có thể thử cái kiểu mới á. Cũng là một cơ hội để mình thay đổi. Dạ, đúng rồi. Lúc đóng phim đó thì Akari cảm thấy bị áp lực khó nhất là điều gì? Bởi vì lúc lần đầu tiên Akari đóng phim, nhưng trong đó đều là những người diễn viên diễn rất là tên tuổi ở Việt Nam. Có thể Akari chưa biết, nhưng mà những người đó như Akari đóng là đóng với chú Trần Lực. Đúng không? Chú Trần Lực là đóng bác Trịnh Công Sơn lúc lớn tuổi. Thì Akari có bị áp lực không? Thật ra thì trước khi em bắt đầu đi quay thì lo lắng rất nhiều. Ví dụ như là em không thuộc thoại thì sao? Hay là bị cứng thì sao? Quá hồi hộp thì sao? Vân vân. Nhưng mà từ lúc mà lần đầu tiên đi quay phim á, thì mọi người, bao gồm ekip á, ai cũng rất là thân thiện và yêu thương. Cho nên là tất nhiên là ngày đầu tiên thì hơi hồi hộp. Nhưng mà Akari cảm thấy rất là hết lo lắng nhiều. Và thêm nữa thì khi mà em nói chuyện với chàng Lực khi anh chưa thì anh chú Lực nói là đừng lo lắng nhiều, đừng lo lắng. Tại vì cái diễn xuất là không thể nào Akari được trở thành một người hoàn toàn khác. Đây là Michiko, nhưng mà Michiko của Akari thôi. Nên là cứ diễn thoải mái và đừng có lo lắng quá nhiều. Thì nhờ cái câu của chú Lực thì Akari cũng thoải mái hơn. Và một cái nữa là trước khi đi quay phim, Akari tưởng là đầu diễn sẽ la quá trời, kiểu như là cái này không đúng, tại sao làm như vậy vậy? Cái đó là tư tưởng của Akari. Nhưng mà thực tế thì đạo diễn cũng rất là dễ thương. Cho nên là cho diễn viên cứ diễn tự nhiên. Và nếu mà có cái gì mà phải sửa một chút thì cũng không có lạ. Kiểu như là hướng nhãn thôi. Cho nên là Akari cảm thấy rất là an tâm. Bản thân Akari vào vai diễn đó đã là một lợi thế. Là người Nhật thì vào vai thôi là thật ra là trên hình ảnh nha, đã là nhìn là ra cái vai đó rồi. Chỉ cần thêm một chút diễn xuất nữa thôi là hoàn thành vai. Đó là một lợi thế và coi như đó là một niềm vui và là một bước tiến. Và biết đâu nó bén duyên với Akari về sau làm diễn viên thì sao. Akari có nghĩ rằng Akari thích đóng phim không? Thích lắm anh ơi, mê lắm. Sau phim Em và Trịnh thì Akari có muốn sau này mình sẽ được nhận nhiều phim hơn để đóng không? Cái này thì hơi buồn nhỉ, tại vì em là người Nhật cho nên là em phải chờ cái vai người Nhật á. Nên là nhưng mà tại không quan trọng hả? Bởi vì bây giờ Akari ở Việt Nam, Akari nói được tiếng Việt Nam rồi thì mình cũng có thể đóng được những vai người Việt Nam mình cũng... Vậy thì em sẽ cố gắng. Thì bằng cách là mình tìm hiểu thêm thông tin này về các buổi casting phim. Mình cứ thử sức thôi. Nhưng mà Akari còn biết hát nữa, biết đánh đàn nữa. Đó là một lợi thế. Vì diễn viên khi mà biết nghệ thuật là một lợi thế. Akari có thể hát một đoạn nào đó, bài gì cũng được. Akari thấy mình thích nhất của Việt Nam.
Akaichi no hate ni anata no shiranai. Ai ga aru koto o oshieta no wa dare. Mưa vẫn mưa bay trên tầm thảm cổ. Em hơi ngại quá. Không ngại gì đâu, thì mình dễ thương. Akari hát hay ạ. Akari, cái lời đó thì Akari tự dịch qua hả? Dạ không, bài này là từ lúc mà 1970 và 75 gì đó. Đã có tiếng có Nhật rồi. Có tiếng Nhật rồi là ca sĩ Khánh Ly đã đến Osaka, Nhật Bản để hát lời tiếng Nhật luôn à. Quá dễ thương. Đây là lần đầu tiên bạn anh được nghe bản tiếng Nhật. Lúc đấy bạn anh nói là Akari hát, cứ nghĩ là Akari sẽ hát tiếng Việt cả. Cảm ơn. Bây có cái đàn guitar Akari tự đánh tự hát nữa thì tuyệt vời ha. Akari đến đây là 7 năm. Dạ đúng rồi, 7 năm rồi. Tại sao Akari lại muốn đến Việt Nam? Câu chuyện này hơi dài á. Tại vì lúc em đi đại học ở Nhật Bản á, em quen nhau với một cô gái người Việt Nam. Và chị ấy đã giới thiệu đất nước Việt Nam và sau đó thì Akari cảm thấy rất thích Việt Nam á. Tự nhiên lần đầu tiên em đến Việt Nam á, tự nhiên cảm thấy như là đây là lần đầu tiên mà có biết như là mình đã đến nơi rồi. Lần đầu tiên Akari đến Việt Nam là khi nào? 2014 gì đó. Tức là lúc đó đến Việt Nam chơi thôi. Chơi thôi, đúng rồi. Chơi. Đã thích luôn. Dạ đúng rồi. Sau đó lại quay trở về Nhật. Lúc đó là còn đi đại học á, cho nên là vẫn về Nhật mà đi học. Lúc mà em năm thứ tư là học sinh người Nhật thì phải đi tìm việc á. Thì lúc đó em cảm thấy như là lúc mà đi đại học á, ở Nhật Bản mà tự nhiên có duyên với Việt Nam. Nên là nếu mà bỏ cái duyên thì uổng quá, cho nên là em quyết định thôi vậy là sống ở Việt Nam luôn. Qua Việt Nam lại thi đại học ở Việt Nam. Em đến đây thì đầu tiên là em học tiếng Việt ở trung tâm thôi chứ không phải là vào đại học ạ. Akari về đây học tiếng Việt một năm. Dạ đúng rồi, là năm đầu tiên là em qua đây để tập trung học tiếng Việt ạ. Thì sau đó bao nhiêu năm thì Akari vào học ở trường đại học, học sổ nhân văn. Dạ, mới năm ngoái vào đại học năm thôi. Lần học năm thứ nhất. Thứ nhất, dạ đúng rồi. Akari học ngành gì? Học về Việt Nam học. Việt Nam học. Dạ. Bây giờ tiếng Việt mình nói mình tự tin nhiều chưa? Chưa, tiếng Việt khó quá anh ấy. Không biết tiếng nào cũng khó thôi. Như bây giờ bạn anh thì không biết tiếng Nhật. Nhìn thấy chữ thôi là xin chào tạm biệt. Nói chung học tiếng nào cũng sẽ khó thôi. Nhưng mà bây giờ Akari nói như vậy là quá giỏi rồi. Cảm ơn anh. Lúc mà qua đến Việt Nam thì gia đình của Akari có phản đối việc đó không? Gia đình thì thật ra là không có phản đối. Nhưng mà tất nhiên là hỏi, ủa tại sao Việt Nam vậy? Nhưng mà tại vì bố mẹ thì Akari là luôn luôn ủng hộ cái việc mà Akari muốn làm á. Và mẹ cũng hơi ngạc nhiên bởi vì lúc còn nhỏ thì Akari cũng không biết là Akari muốn làm gì. Cho nên là nếu mà người ta làm cái này đi thì theo cái đó thôi. Còn lần này thì mình tự quyết định từ đến đây. Cho nên là mẹ cũng bất ngờ và ủng hộ luôn. Nhưng mà ngoài bố mẹ ra thì có một bạn thân ở bên Nhật á. Sau khi nghe cái kế hoạch của Akari thì thực ra là lúc đó là Akari không có kế hoạch gì cả. Lúc em quyết định là sống ở Việt Nam, không có làm việc, không có... tức là không có tiền, không có gì hết á. Cho nên là bằng Akari lo lắng một xíu. Từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Nhật thì tự nhiên mình lại đi sang một đất nước khác sống. Chắc chắn gia đình phải lo lắng. Nhưng bản thân Akari có lo lắng, có sợ không? Một chút, có ít tất nhiên là có một chút. Tại vì cái môi trường nó hoàn toàn khác nhau. Đúng. Nhưng mà tại vì đây là một cái thử thách lớn lần đầu tiên của mình á, cho nên là cũng có cảm giác hào hức là nhiều hơn là hồi hộp á. Akari nói là Akari rất thích Việt Nam. Khi ở bên Nhật là có người bạn Việt Nam nói chuyện về Việt Nam thì Akari thấy điều gì khiến Akari thích Việt Nam? Cái này giải thích hơi khó nha. Tại vì Akari cũng rất là may được đi có cơ hội đi nhiều nước. Ví dụ như là mẹ Akari là người Đài Loan, cho nên là tôi còn nhớ là có cơ hội đi Đài Loan nữa. Sau khi bằng Akari, chị ấy tên là Phúc lại giới thiệu ở Việt Nam thì cảm thấy là
đất nước Việt Nam thân thiện, rất là thân thiện. Mặc dù là mình là người nước ngoài á, nhưng mà cũng cảm thấy được kiểu như welcome hơn á. Nên là em cảm thấy rất là vui. Với lại mọi cuộc sống của mọi người có vẻ như rất là hạnh phúc với lại vui á. Nên là nó cho Akari cái năng lượng. Như là hiểu ý em. Nói chung là Akari là thích con người Việt Nam. Lần đầu tiên về Việt Nam, khó khăn nhất là điều gì? Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên mà khó khăn nhất là một mình. Dễ thương. Thứ hai, Akari cứ sống và làm việc và học thôi, làm một con người tốt ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Điều đó thôi là mình cũng đã cống hiến, vô tình cống hiến cho xã hội. Quảng bá du lịch Việt Nam cũng được nữa. Dạ, dạ. Đưa hình ảnh Việt Nam mình đến với Nhật Bản, như bạn khắp mọi nước. Thì đó là cũng là một điều Akari cảm ơn Việt Nam nữa. Dạ. Lúc này có chia sẻ đó, Akari có gia đình ở Việt Nam. Dạ. Là gia đình là bố mẹ của người bạn của Akari học ở Nhật đúng không? Dạ đúng rồi. Thì họ dành tình cảm rất là nhiều cho Akari. Thì Akari có cái kỷ niệm nào đối với gia đình không? Có điều gì mà khiến Akari xúc động? Sau khi em đến Việt Nam, sống ở Việt Nam, em đến là chỉ em có thể tìm một phòng để sống riêng và có thể sống gần với gia đình đó để khi nào mà em có cái gì mà có chuyện gì thì có thể qua đó nhờ giúp đỡ. Nói với bạn của Akari ở Nhật đó, thì đã giới thiệu là có thể Akari sống chung với mẹ đi. Chuyện đó thì ở Nhật là ít khi nào mà có. Thì em cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Sau khi em bắt đầu sống chung với gia đình đó thì cũng cái văn hóa người Nhật thì quan hệ của con người hơi xa một chút, phải dành thời gian nhiều để có thể gần hơn một chút kiểu vậy. Nhưng mà gia đình của em ở gia đình Việt Nam ở đây thì rất là thân thiện. Tới mức mà ví dụ như là em hồi trước là em ở dơ lắm, với lại em chậm lắm. Khi nào mà em chậm hoặc là phòng tùm lum đỏ tùm lum thì mẹ hay la, trời ơi con nghe cái đi dọn dẹp đi kiểu vậy. Cho nên là kiểu như là em cảm thấy rất là gần gũi thân thiện như là gia đình thật, như người con đúng rồi. Có một ngày sau khi em đến Việt Nam và trải nghiệm những cái cảm giác như vậy đó thì em lần đầu tiên khóc vì quá hạnh phúc ạ. Đó là vì em tưởng là cuộc sống của con người á thì mặc dù là có gia đình mà gia đình cũng có cái cách suy nghĩ cũng khác nhau luôn. Cho nên là em lúc mà mới đến Việt Nam thì cũng cảm thấy là con người thì chỉ là phải sống kiểu như là một người phải mạnh mẽ lên, phải tự lập hơn, vân vân. Nhưng mà sống chung với gia đình đó thì kiểu như là mình không phải là một mình ha, thì như được ở nhà, như được ở nhà. Và mỗi ngày cảm thấy như vậy thì có một ngày cái cảm xúc của cái sự hạnh phúc nó quá nhiều. Dễ thương. Lúc mình buồn thì mình lấy đàn ra mình hát đi. Hay. Là mình sẽ vui lại hoặc là những lúc đó mình ghi lại những cái cảm xúc của mình. Có thể biết đâu mình sẽ có một cái bài hát. Các em cũng chưa có sáng tác về sáng tác nhạc lúc mà em buồn á, nhưng mà em có sáng tác một bài hát. Đó là hát bài hát về bốn mùa Huế ạ. Dạ đúng rồi. Dễ thương nhỉ. Dạ, cái lúc mà em lần đầu tiên đến Việt Nam á, em từ Sài Gòn đi đến Bảo Lộc bằng xe máy. Thì người Nhật thì ít khi nào mà lên xe hai người, xe máy hai người á, cho nên là chỉ ngồi phía sau cũng cảm thấy rất là hồi hộp, với lại cũng hơi mệt á, cơ thể cũng mệt, đi rất là xa. Đúng rồi. Và trên đường về á thì cơ thể cảm thấy rất là mệt, nhưng mà có một cửa hàng bún bò Huế, đi vào nhìn thì cũng bình thường. Cái biết là lúc đó cũng biết là món ăn Việt Nam món nào cũng ngon, ăn thử một miếng ngon quá trời, ngon quá trời. Cho nên là cái cảm giác nó là rất là đặc biệt đối với em. Cho nên là em đã sáng tác một bài hát về bún bò Huế. Thế thì mình hát thôi. Lần đầu tiên anh nghe thấy có một người sáng tác về bún bò Huế. Nhưng mà bài này thì em biết bản tiếng Nhật thôi. Bắt đầu. Bún bò Huế, ittai doko ni aru no kana?
もちろん運転なんてできこないからただ後ろに座ってるだけよ片道5時間バイクで揺られお尻がもげそう帰り道山道で見つけた道端で聞くとお店で一息 Tự nhiên anh thấy ngon cái có một bài hát liền. Akari có cái năng lượng rất là vui vẻ, tích cực. Thì nó có phải là cái năng lượng vốn có trong người của Akari từ trước không? Hay là qua Việt Nam sống, Akari thấy môi trường ở đây làm cho mình tích cực lên? Cái này thì Akari nghĩ là Việt Nam giúp đỡ Akari rất nhiều. Chắc là môi trường này phù hợp với Akari hơn. Cảm ơn Akari rất là nhiều. Hôm nay đã đến với Tại sao bạn đến Việt Nam và dành cho Văn Anh một buổi trò chuyện rất là dễ thương. Chúc cho Akari có sức khỏe, học tốt. Chúc cho Akari mọi điều suôn sẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem chương trình này và hy vọng là mọi người hiểu ý của Akari, tiếng Việt của Akari, và chúc mọi người có sức khỏe tốt và mỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc hơn. Có lẽ ăn nhà trai là hơi lép vế một chút. Xin phép tuần đi một hai lần đi nhậu, còn nếu mà em có tranh thủ đi được thì càng vui. Đây là cái lời anh nói thẳng là hay nhậu, chứ không phải là anh cũng chưa khi nào anh nhậu xỉn, nó thẳng như vậy. Chưa một lần trong đời để em mà nhậu say xỉn không biết gì. Em thì cái vấn đề nhậu đó thì cái đó là nói chung là quyền tự do của anh, chứ lại vì tính chất công việc của anh thì em không cảm được. Nhưng mà em chỉ sợ những cái lúc mà nhậu quá xong rồi lúc đó là mình không kiềm chế được bản thân của mình á, hoặc là xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn á, cũng không hay. Nói chung là từ trước giờ anh nhậu thì lúc nào cũng biết từ chối những cái ly mà để mình gần say, chứ chưa khi nào mà để mình say hẳn. Nó thẳng là trong cuộc sống đời chưa lần nào mà để say, mặc dù là phải đi giao tiếp nhiều, là đi thế thôi. Anh ở quận 12 đúng không? Đúng rồi. Dạ, thì em ở Thủ Đức thì theo anh thì khoảng bao lâu thì mình gặp một lần? Công việc của anh nói chung ngày xưa thì hay đi nhiều, còn bây giờ thì có thể một tuần mình gặp một lần cũng được, một tuần gặp hai lần đó là bình thường. Tại vì anh bây giờ rất là rảnh, thật ra bây giờ thì cái thời gian tự do nhiều. Em thì thời gian làm việc của em thì cũng khá rảnh. Nhưng mà đôi khi là sẽ có những chuyện đột xuất, giống như là buổi tối học training hoặc là những cái lớp đào tạo của công ty á, có thể làm về trễ. Cũng không
sao, cái chuyện đấy thì không sao. Nhưng mà nếu ban ngày rảnh thì nếu có cơ hội thì đi thẳng quốc lộ 1A nó cũng nhanh mà. Tầm khoảng 15-20 phút là hai đứa, mỗi đứa chia đôi đoạn đường là gặp nhau được rồi. Dạ. Anh khi mà ở sau bên Bắc Rèm á, thì anh khi mà anh nghe em chia sẻ như thế rồi thì anh cảm thấy như thế nào? Nhưng mà lúc khi mà nghe giọng nói của em và thấy ở tỉnh Đắk Nông thì anh cũng ok, tại vì thực ra là anh cũng sinh ra thì ở ngoài Thái Bình, nhưng mà anh lớn lên thì một phần là ở Đắk Lắk, thành phố Buôn Thuật, thì cũng là giáp nhau. Dạ. Dạ. Thì anh cảm nhận thấy cũng được. Cảm nhận cái người đang nói chuyện với mình là người như thế nào? Dạ, bên người Linh là em thấy là cảm thấy là ok. Ok. Em nói với cô gái đó. Dạ. Cảm nhận về cô gái trước mặt thế nào? Nếu mà để ánh mắt, nhìn ánh mắt nó hơi ngại ngùng xí, nó không dám nhìn thẳng. Tại sao không dám nhìn thẳng? Cứ nhìn thẳng đối phương đi, để mình cảm nhận. Em sợ là bốn ánh mắt nhìn nhau thì nó lại sinh ra một cái gì đó, cho nên là cũng... Sinh ra cái gì? Sinh ra cái gì là cái gì? Chỉ có sinh ra tình yêu thôi. Dạ đúng rồi, em nghe cái lời đó hơi... có nói cũng hơi ngại. Có gì ngại hết á. Hôm nay chúng ta đến đây là chúng ta kết nối với nhau để chúng ta có thể nắm tay nhau đi cả một phần đời còn lại. Không có gì ngại, có gì cứ nói ra cả. Em không thích điều gì em cứ nói, và thích gì cứ nói. Dạ, nói chung là về bạn gái thì em cũng không có điều gì gọi là không thích. Nói chung là từ nãy giờ nó cũng được, tại vì em cũng đã từng ly dị rồi, hoàn cảnh của bạn ấy thì cũng giống em. Thì cũng sao? Em cảm giác có chút gì rung động ở con tim mình chưa? Dạ, nó thật là trước khi đến đây là 7 phần. Chân tay là bùn rùn hết rồi, nói cũng không thành lời được. Em có thể hát một câu nữa tặng cô gái ấy, em trai. Dạ, vốn dĩ từ trước giờ là em hát cũng không được, nhưng mà thôi thì vì em hay là anh cũng có một cái gì đó nó xuất phát từ trong tim. Cũng rất mong là quý vị khán giả thì ráng bịt lỗ tai để nghe tôi hát ạ. Cứ nắm tay cô gái ấy, cứ nắm tay và hát cho cô gái ấy nghe. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh xa về, rằng mai đây anh lại đến,
Ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em mới nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây bên đầu. Chờ mong sao cho trời sáng, đến giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Em xin hết ạ. Rồi, rồi trở về ghế đi bạn. Hai bạn. Các bạn biết là... không, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy rằng ánh mắt cô gái rạng ngời và cái giọng hát của chàng trai nó rất là thật đấy, như nói lên cái tâm trạng của mình. Và cái hình ảnh mà bạn nói là rung toàn thân như thế, tôi cảm giác rằng đây là một cái người mà có thể nắm tay bạn đi suốt cuộc đời đấy, đúng không? Tôi cảm nhận như thế và hai người quyết định thôi. Quyết định cho cả cuộc đời mình đấy nhá. Yeah. Không phải đơn giản là bấm nút để uống cà phê đâu. Nào, đặt tay, tay bấm đi hai bạn. Chúng ta không còn trẻ nữa. Chúng ta không phải là những cặp tuổi teen để có thể còn quá nhiều thời gian và thời gian còn lại để chăm sóc nhau, để yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay nhé. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao em trai không bấm? Thật sự là em thấy bạn ấy rất là tốt với em, nhưng mà có khả năng là cái nhược điểm của em với bạn ấy, cái công việc nó khả năng là hơi lệch lạc một chút hay có gì đó, thì em sợ là em không đáp ứng được cái... Tại vì nếu như mà em nói bạn như vậy á, là cái nhược điểm của em là cái chuyện nhậu nhẹt, đúng không? Yeah. Nếu mà bây giờ em không cố gắng để mà em khắc phục, em thay đổi thì không phải là cô gái này và bất cứ cô gái nào em cũng không phù hợp với người ta hết. Em phải cố gắng. Nhưng mà em đã bật đèn xanh cho cô gái ấy ngay từ những giây phút ban đầu. Yeah. Nhưng cuối cùng em lại là người lại tắt luôn đèn. Tại sao là như vậy? Em trai. Có vẻ hình như em đã uống bia trước khi đến đây. Dạ không ạ. Thôi không, bây giờ không sao cả, đó là quyết định của bạn ấy. Có nhiều điều gì đó khó nói, có thể là bạn ấy không nói ra được. Có thể là trái tim bạn ấy chưa rung động, mình cũng không có thể nào mà mình cản được. Nhưng mà em gái thì phải mạnh mẽ hơn nha. Rất chương trình ngày hôm nay phát sóng ra thì có rất là nhiều người đang theo dõi và có thể có nhiều chàng trai sẽ bấm nút hẹn hò với em. Tương lai còn rất là dài ở phía trước. Mình luôn luôn lạc quan và yêu đời và cố gắng làm việc, phấn đấu để mà chờ đón cái hạnh phúc đến với mình. Chắc chắn điều đó sẽ đến. Nha em nha. Em cảm ơn chị. Anh nghĩ rằng với cái những cái gì em đã thể hiện trên sóng truyền hình thì chắc chắn rằng có rất nhiều người đàn ông sẽ bấm nút, sẽ tìm đến để làm quen với em. Ha, anh tin chắc là như vậy. Và hôm nay bạn trai đã bỏ lỡ một cơ hội. Anh nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ cơ hội rất là tốt với một cô gái như xinh như thế. Ây, bây giờ thì không có duyên. À, có duyên là có mà duyên không có nợ. Mà không có phận với nhau. Hy vọng rằng sắp tới chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình sớm nhất. Đừng lo lắng gì cả nha. Cả thế giới đang nhìn chúng ta mà, có gì đâu lo. Yên tâm đi. Sẽ có rất nhiều người tốt nữa các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn. Đây là một cái phiếu quà tặng trị giá 300 ngàn từ thương hiệu thời trang được cấp bộ TX trên toàn quốc gửi tặng hai bạn. Một cặp gối niệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Quà tặng cho mỗi bạn là một bộ sản phẩm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Gửi tặng hai bạn. Mỗi bạn là một voucher giảm giá 50% khi các bạn mua máy lọc nước từ thương hiệu Yakio trên toàn quốc. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Nhưng tự tin lên em gái nhớ nha. Nhớ về bỏ bớt nhậu đi nha. Dạ, rồi em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em.
bất ngờ vì chàng trai không bấm nút. Thà đừng mở đèn, rồi sau đó tắt đèn. Thà chúng ta tắt đèn từ lúc đầu. Ngay từ đầu em đã muốn bạn gái không bấm, nhưng em rất bất ngờ cuối cùng bạn gái bấm mà bạn trai không bấm. Đó là duyên số thôi các bạn. À, trong bạn mối họ cũng luôn luôn xảy ra những cái bất ngờ như thế. À, cái điều cầu mong cuối cùng là chúc cho họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình nha. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45.